Ngọc Chi xin chào quý vị và các bạn. Huế là một thành phố chứa đựng rất nhiều điều thú vị, đủ để níu chân những bạn nước ngoài đến để khám phá và trải nghiệm. Huế không chỉ phù hợp với những người lớn tuổi mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với những bạn trẻ. Họ đến để sinh sống, làm việc và nhận ra rất nhiều giá trị tốt đẹp tại nơi đây. Kỹ sư chân dung Huế đất và người ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ bạn trẻ Nhất Song Su Sinsai đến từ Đại học Y Dược Huế. Sabai đi, khá phá cháu sư Sinsai Nhất Song Su. ปีนี้อายุ 37 ปีปัจจุบันข้าพเจ้าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เวสาขาแพทยศาสตร์ทั่วไปข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ได้เข้าร่วมรายการวิทยุ TRT เพื่อมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนามและมาเผยแผ่วัฒนธรรมลาวข้าพเจ้ามีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ดำรงชีวิตอยู่นครหลวงเฮนี่ขอขอบใจ Vâng, mỗi người nước ngoài khi chọn sinh sống và làm việc tại Huế đều có những câu chuyện riêng thú vị. Và cuộc sống của họ đã thay đổi như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Sinh ra và lớn lên ở Atapu, thị trấn được mệnh danh là xứ sở của những ngọn thảo kỳ vĩ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhất Song Su Sinsai chưa từng rời khỏi quê hương rừng xanh núi thẳm của mình cho đến khi nhận được học bổng và theo học ngành y đa khoa trường Đại học Y Dược Huế. Ở Huế 8 năm nay, chàng trai nước Lào nói tiếng Việt khá giỏi và cũng đã quen thuộc với nhiều ngóc ngách của Huế. Đối với Sinsai, Huế là thành phố nhỏ, vô cùng gần gũi và thân thiện, nơi đã gắn bó cả một quãng trời tuổi trẻ của mình. Nhiều trải nghiệm và khám phá thú vị cũng chính là niềm hạnh phúc của người bản Lào trong 8 năm ở Huế. Sabai đi. Theo em là anh Sinsai là một người rất tốt bụng, hiền lành và giúp đỡ các bạn sinh viên Lào. Em ở cùng phòng với anh Sinsai. Anh Sinsai giúp đỡ em khi nào em buồn, anh Sinsai đưa em đi chơi, chị em về việc học tập. Lúc em mới sang Việt Nam, anh Sinsai đưa em đi chơi, giới thiệu ở khu vực ở Huế, ở nào nổi tiếng. Em cảm thấy rất tự hào và vui vẻ, bởi vì anh Sinsai là giống như một người anh trai luôn. Sabadi, ở Huế em có nhiều kỷ niệm vui với anh Sinsai, bởi vì là anh Sinsai là một người là tốt, hay giúp đỡ em. Em rất là tự hào khi em đã gặp anh Sinsai học đại học y bận rộn, nhưng mà anh dành thời gian cho bạn bè, anh sẽ hướng dẫn giới thiệu và về văn hóa của Việt là như thế nào. Nhờ có anh cho nên em có thể biết nhiều hơn về cuộc sống của Huế này. Em hy vọng rằng là anh Sinsai là trở thành bác sĩ giỏi, chữa người bệnh tốt. Ngọc Chi cũng từng là du học sinh nước ngoài nên cảm giác khi đến một thành phố mới sẽ rất háo hức và đầy thú vị. Và mình tin chắc rằng bạn Sinsai cũng sẽ có những cảm giác như vậy. Dù cuộc sống ở Huế có bận rộn bao nhiêu thì chàng trai vẫn dành thời gian để khám phá nhịp sống đời thường. Thành nội Huế, những con đường nhỏ dường như lúc nào cũng rất dịu dàng. Chút nắng mùa đông sau những ngày mưa dài đủ khiến tâm hồn người xao xuyến. Chàng trai Lào nhận ra việc chọn một quán cà phê xinh đẹp trong thành nội, thưởng thức một loại thức uống yêu thích và nhìn ngắm dòng người ngược xuôi qua những con đường nhỏ có lẽ là thói quen của nhiều người Huế. Và hôm nay, Sinsai đã có dịp ngồi đây để tận hưởng một buổi chiều thật nhẹ nhàng. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc giản đơn để có thêm kỷ niệm đẹp khi sống ở thành phố thơ mộng này. Nội Huế với không gian sống yên bình, tĩnh lặng khiến rất nhiều người nước ngoài sống ở Huế đều muốn ghé đến, và Sinsai cũng không phải ngoại lệ. Xin
Xin chào Sensei. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và Sensei này, bạn cảm thấy thích thú điều gì khi ở tại khu vực này của thành phố Huế? Khi mình đến khu vực này, mình cảm thấy rất là thích thú. Bên xung quanh là rất nhiều phong cảnh rất đẹp, có không gian rất là yên tĩnh. Đây là mà khu vực sinh sống của ông vua, mà nên là có biểu hiện đến văn hóa lịch sử của Việt Nam. Mà thời gian trôi qua rất là lâu rồi mà không bao giờ mà xóa bỏ được. Bạn cảm thấy nhịp sống của người dân địa phương nơi đây như thế nào? Dạ, về cuộc sống của người dân địa phương này mình thấy rất là yên tĩnh. Có buôn bán nhiều loại thứ, phụ nữ nhẹ nhàng, con người rất là hiền lành. Và ở Lào thì bạn có thường xuyên đi cà phê cùng bạn bè cũng như với gia đình không ạ? Dạ, ở bên Lào cũng ít đi uống cà phê ở ngoài quán, nhưng mà mình thích uống cà phê ở nhà, uống với gia đình. Mà thỉnh thoảng mà mình đi uống cà phê với bạn bè khi nào có việc quan trọng. Lúc mình đi đến cà phê này mình thấy rất là thích thú, rất là yên tĩnh. Kiến trúc giống như là kiến trúc của ngày xưa. Rất là ấn tượng. Và bạn thấy ẩm thực ở Huế như thế nào? Bạn có thường xuyên ăn những món ăn ở Huế hay không? Về ẩm thực ở Huế, mình thấy là rất là nhiều món đặc biệt và ngon lắm. Nhưng mà đa số ở Huế là có nhiều món nhỏ. Mình thích ăn nhiều loại món ở đây, nhưng mà đặc biệt là mình hay ăn bún bò Huế này, ăn cơm Bình Dân, hoặc là mì cay hải sản gì đó. Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị từ bạn. Vâng, là một người trẻ như Sensei thì ắt hẳn rất muốn trải nghiệm cũng như khám phá nhiều điều hơn khi đến với Huế, với Việt Nam. Và đặc biệt thành phố này, bạn có thể theo học được ngành mình yêu thích cũng như tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích cùng với lưu học sinh Lào. Hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng gần 430 lưu học sinh Lào. Các bạn đến Huế theo học nhiều ngành khác nhau ở nhiều trường cao đẳng, đại học khác nhau. Là phó trưởng ban đại diện lưu học sinh Lào tại Huế, Sensei dù bận rộn với việc học nhưng vẫn luôn dành thời gian tổ chức và tham gia cả hoạt động với mong muốn giúp những người bạn đồng hương dù đã ở Huế nhiều năm hay chỉ mới đến Huế cảm thấy vui vẻ, thoải mái và tự tin khi sống và học tập ở thành phố này. Đây là một buổi tiêm vaccine dành cho sinh viên Lào. Giữa mùa dịch bệnh Covid phức tạp, tiêm vaccine giúp các bạn Lào yên tâm hơn phần nào. Xin sai vui vì các bạn luôn được thầy cô giáo quan tâm, chăm sóc. Hàng năm thì để làm tốt cái công tác quản lý cũng như hỗ trợ các bạn lưu học sinh Lào tại Huế, thì trường cao đẳng có thành lập một ban đại diện lưu học sinh Lào. Trong số các ban đại diện thì các em tham gia các hoạt động rất là tốt. Và tiêu biểu nhất là có Sensei, một trong phó ban đại diện của lưu học sinh Lào tại Huế, đã tham gia rất là nhiều các hoạt động. Em có phẩm chất đạo đức rất là tốt, có năng lực trong việc học tập chuyên môn tại trường mà em đang theo học, và còn tại các hoạt động của lưu học sinh Lào tại ký túc xá cũng như các hoạt động của lưu học sinh Lào tại Huế thì em tham gia tích cực. Cụ thể như sáng hôm nay khi mà được các bạn đến tiêm vaccine thì ngoài việc là phải thực hiện cái nhiệm vụ tiêm chủng của mình rồi thì em còn hỗ trợ cho các anh chị ở CDC tỉnh nhập dữ liệu cho các bạn lưu học sinh Lào, điều chỉnh các thông tin sai trái và giải quyết những cái vấn đề nó liên quan đến lưu học sinh Lào. Thì phải nói là đây là một sinh viên có nhiều đóng góp trong cái hoạt động của lưu sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta. Sabai đi. Em là một lưu học sinh Lào mới qua học tại Việt Nam. Em cũng rất là may mắn mà được các anh chị trong ban đại diện lưu học sinh Lào, đặc biệt là có anh Sensei, anh ấy là người uy tín, nhiệt tình hay giúp đỡ em. Như em mới qua học ở đây thì em chưa biết nhiều, thì anh ấy cũng giới thiệu giúp đỡ em ạ. Giờ thì em biết thêm những cái văn hóa của người Việt Nam, những con người biết thêm con người Việt Nam cùng giống con người Lào. Sensei này, với tư cách là một phó ban đại diện lưu học sinh Lào, thì bạn thấy tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào như thế nào? Đối với bản thân mình là ký túc xá, mình đã làm phó ban đại diện của sinh Lào, mà đối với mình là thấy về tình hữu nghị Việt Lào
rất là gắn kết bền chặt. Hàng năm thì lưu học sinh Lào đã tổ chức những hoạt động gì ạ? Ban đại diện lưu học sinh Lào có rất nhiều hoạt động, giống như hoạt động ngày nhà giáo của Lào, hoạt động chào đón ngày Quốc khánh của Lào, tổ chức thể thao để chào đón ngày Quốc khánh, lễ tổng kết học tập của sinh viên, còn lễ cuối cùng là lễ Tết cổ truyền của Lào, Tết Bun Pi Mai. Riêng với bản thân CNSI thì bạn đã làm gì để bạn liên lạc có những hoạt động tốt cũng như là giúp đỡ những bạn sinh viên Lào? Riêng bản thân mình là việc giúp đỡ nhau rất là quan trọng, bởi vì mình học xa nhà, mình cuộc sống xa nhà, là cho nên là việc giúp đỡ nhau về sinh viên là rất là quan trọng. Ví dụ mình giúp đỡ các em đến học tiếng Việt, các em mới qua học tiếng Việt, giúp đỡ cách sinh sống hoặc là sắp xếp phòng ở trong họ, hoặc là giúp học tiếng Việt gì đó. Còn các bạn trong ký túc xá, ví dụ có vấn đề về sức khỏe, mình phải dẫn họ đi khám bệnh, chữa bệnh gì đó, dẫn đi bệnh viện, hoặc là mình dẫn đi chơi tham quan xung quanh Huế. Không? Yeah. Vâng, rất là tuyệt vời. Yeah. Bạn đang là sinh viên y đa khoa, vừa học y đa khoa có khó không ạ? Và tại sao bạn lại chọn ngành này để theo học ạ? Mình là sinh viên y đa khoa năm thứ 6. Mình chọn ngành này bởi vì mình muốn trở thành bác sĩ, sau này là để giúp đỡ người bệnh tật, cuộc sống của họ là tốt hơn. Vâng, rất là ý nghĩa ạ. Ngọc Chi thấy bạn nói tiếng Việt khá là tốt. Vậy thì điều gì là thú vị khi bạn học tiếng Việt? Điều thú vị mình học tiếng Việt thì mình thích xem phim hoặc là đọc sách, tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, đi tham quan du lịch, trao hỏi bạn bè của Việt Nam, hỏi thầy cô hoặc các bạn để mà mình tiến bộ về việc học tập. Cái việc học tiếng Việt lúc đầu là rất là khó khăn, bởi vì mình cũng chưa biết tiếng Việt, chứ biết chữ cái gì cả. Mình mới qua đây mình rất là khó khăn về việc học tập. Sau này là mình cố gắng đọc sách nhiều, mà đi chờ đi, giờ là hỏi các ba, các ông, bọn bán, đi hỏi các bạn cùng lớp để mà biết tiếng Việt, hoặc ở phòng có thể xem phim của Việt Nam đó. Yeah. Vâng, sự cố gắng rất là hay và tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ của CNSI. Yeah. Vâng, CNSI đã có một trải nghiệm vô cùng vui vẻ trong cuộc đời sinh viên của mình. Là một người trẻ năng động hiện đại, nhưng CNSI vẫn yêu thích những không gian xưa ở Huế. Hãy cùng tiếp tục câu chuyện về chàng trai trẻ này. Đối với chàng trai trẻ này, Huế là một thành phố lịch sử đáng kinh ngạc, in đậm dấu ấn vàng son của một thời. Nơi CNSI có thể tìm thấy những dấu tích, những công trình kiến trúc cổ xưa uy nghiêm và độc đáo. Càng khám phá Huế, chàng trai nước Lào càng thích thú vì được hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Huế. Thăm Đại Nội, nơi từng là trung tâm hành chính, chính trị của triều đình nhà Nguyễn và là nơi sinh hoạt của nhà vua và hoàng gia một thời. CNSI thích thú khi biết rằng Đại Nội Huế có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp được xây dựng từ năm 1804. Giờ đây, nhiều công trình đã bị sụp đổ vì thời gian, nhiều công trình đã và đang được trùng tu vẹn nguyên. Và điều ấn tượng là tất cả các công trình đều hòa quyện với thiên nhiên thơ mộng. Mỗi lối đi, từng phiến đá, viên gạch hay dãy hành lang của các cung điện đều huyền bí, lộng lẫy và đẹp như một bức tranh cổ kính. Xin chào này. Đây từng là nơi của vua cũng như hoàng gia một thời sinh sống. Vậy thì khi đến đây bạn có cảm nhận gì về Đại Nội? Khi mình đến Đại Nội Huế này, mình cảm thấy rất là thích thú, cảm thấy rất là vui. Bởi vì đây là nơi sinh sống của ông vua, mà mình thấy là kiến trúc rất là độc đáo, có nhiều cây sân đẹp, có nhiều công viên. Giống như ở Lào là cũng có kinh đô cũ ở đỉnh Luông Pha Bang, là mình thấy Lào với Huế là cổ nếp tương đương nhau. Vâng. Yeah. Nhiều người thường nói Huế là thành phố trăm buông,
Vậy bạn có cảm nhận gì về câu nói này? Theo mình là ở Huế là không phải là thành phố trầm buồn, bởi vì mình thấy là ở Huế rất là nhiều điều thú vị, có nhiều phong cảnh đẹp, cuộc sống của con người, có rất nhiều trường đại học hoặc là quán cà phê để mà hoặc là quán ăn. Cuộc sống ban đêm ở Huế cũng khá là sôi động. Một người trẻ như mình là cũng có tìm nơi để mà giải trí sau học tập. Theo như mình biết thì bạn đã sinh sống ở đây hơn 8 năm rồi. Vậy thì bạn đã có những thay đổi gì? Dạ, mình có. Mình cuộc sống ở đây cũng khá lâu rồi. Có nhiều thay đổi. Huế là quê hương của mình. Quen với người dân của Huế, quen với thời tiết. Thời tiết ở Huế là có nhiều thay đổi lắm so với ở bên Lào á. Làm quen với một số địa phương của Huế. Điều gì khiến bạn thích thú nhất khi đến đây và sinh sống cũng như là học tập ạ? Đầu tiên là con người. Con người của Huế là rất là hiền lành, tốt bụng, chuyện giúp đỡ nhau giống như con người cùng quê. Thứ hai là hàng hóa ở Huế là cũng không đắt lắm và chất lượng cũng tốt. Thứ ba là về việc học tập cũng có nhiều trường đại học rất là có chất lượng, có các thầy cô dạy dỗ giúp đỡ sinh viên Lào. Ở Huế là mình có đi nhiều chỗ, ví dụ mình đi chùa Thiên Mụ, chùa Phật Đứng, chùa Hiền Không hoặc là đi biển Thuận An. Ở Huế mình thích nhất là đi chùa Hiền Không á. Là đi cầu nguyện, đi tặng nước, ẩm thực cho thầy. Lễ của Tết Lào, sinh viên Lào đi chùa Từ Lâm, ăn chay, ngồi thiền khoảng một ngày để giải trí sau việc học tập, sau thời gian mệt mỏi của mình. Quê hương của mình là Atapu. Atapu là nằm miền Nam của Lào. Có nhiều chỗ để mà đi du lịch tham quan, đa số là về thác nước. Nổi tiếng nhất là thác nước Xe Phạ. Còn một chùa nổi tiếng nữa đó là chùa Sắc Khẹ. Còn một chỗ đó là Nong Phả. Nong Phả là một hồ nước. Hồ nước cổ xưa nằm ở trên núi. Nếu các bạn có điều kiện thì có thể đi chơi trên Atapu của mình. Ngọc Chi xin cảm ơn những câu chuyện thú vị mà bạn mang lại. Và Ngọc Chi cũng xin chúc bạn có thêm nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống cũng như là việc học tập của mình. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chương trình Đài TRT đã tạo cơ hội cho mình được chia sẻ cuộc sống và học tập ở Huế và cùng tìm hiểu phong tục văn hóa của Huế hoặc là của Việt Nam. Xin cảm ơn. Tạm biệt. Như vậy, chúng ta đã có một vài trải nghiệm tuyệt vời cùng với bạn Sinh Sai. Nhịp sống Huế chậm, không có sô bồ, cùng với những thanh quách lăng tẩm, tất cả đã tạo nên những ký ức khó phai cho chàng trai trẻ này. Và kỹ sư chân dung Huế đất và người cũng đã khép lại. Ngọc Chi xin chào và tạm biệt quý vị các bạn.